Xuân Long xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho ngày mai 26 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, theo thông tin mới cập nhật về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, đến khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, ngay phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do vậy, dự báo thời tiết tại Lâm Đồng vào ngày mai là nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to, tập trung tại các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4, riêng khu vực phía bắc, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Vào ngày mai thì nhiệt độ toàn tỉnh dao động từ 15 đến 32 độ C. Cụ thể, khu vực các huyện phía bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Do nền nhiệt độ thấp và thường xuyên có mưa vào chiều tối, nên nhiệt độ khu vực này không vượt quá 23 độ C. Và về đêm, sáng sớm, nhiệt độ là 15 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Khu vực các huyện phía đông của tỉnh Lâm Đồng gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là trời nhiều mây, chiều tối có mưa nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Khu vực này thì nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại đây có khả năng là cao nhất tại các địa phương trong tỉnh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cho các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.